Mến chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục du lịch cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý vị và các bạn, đại lễ Phật Đản đang đến gần. Đặc biệt năm nay, Việt Nam là quốc gia đăng cai tổ chức đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc. Hòa chung vào không khí này, chuyên mục du lịch tuần này mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một ngôi chùa được coi là Thiền viện Trúc Lâm thứ hai của Lâm Đồng, Linh Ẩn Tự. Linh Ẩn Tự là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng, cách thành phố du lịch Đà Lạt 27 km. Từ lâu đã trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều du khách. Chùa Linh Ẩn được du khách bình chọn là một trong top 20 địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút du khách nhất. Hàng năm, ngôi chùa này thu hút một số lượng khách du lịch, trong đó có cả du khách trong nước lẫn nước ngoài. Nơi đây vừa là nơi thờ tự tôn giáo tín ngưỡng, vừa là địa điểm du lịch hấp dẫn. Linh Ẩn tọa lạc tại thị trấn Nam Bang thuộc huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, là địa điểm du lịch nằm ngoại ô của thành phố Đà Lạt ngàn hoa. Chùa Linh Ẩn vào thời gian trước đây chỉ là một ngôi niệm Phật đường nhỏ bé dùng để thờ các đức Phật. Qua thời gian và đóng góp của Phật tử khắp nơi, Linh Ẩn Tự đã có được vẻ đẹp như hiện nay. Thì vào năm 1993, với nhu cầu cần thiết của bà con Phật tử ở vùng kinh tế mới này, thì mới lên tại thành phố Đà Lạt đến chùa Linh Phước, thành phố Đà Lạt, thì mới cung thỉnh Thượng tọa Thích Tâm Vị về để khai sơn xây dựng cái ngôi chùa Linh Ẩn, đến bắt đầu từ năm 1994. Thì trải qua suốt 6 năm lo về vấn đề giấy tờ các thứ, thì lúc đó Ủy ban nhân tỉnh đã cấp giấy phép và chấp thuận cho chùa bắt đầu từ năm 2000 là chùa chính thức được phép xây dựng ngôi chánh điện. Rồi xây dựng ngôi chánh điện và cùng các cái công trình như các pho đại tượng Phật Di Lặc, Phật Thích Ca, rồi Phật Quán Thế Âm Bồ Tát, để suốt tháng 7 năm đến năm 2007, thì lúc đó ngôi chùa đã hoàn thành và đã làm lễ khánh thành ngôi chùa Linh Ẩn. Thì từ năm 2007 thì cũng tiếp tục xây dựng thêm những cái công trình xây dựng khác, rồi tôn tạo cảnh quan, trồng cây rồi các thứ. Đến năm 2017 thì lúc đó được chính thức cho phép của Ủy ban nhân tỉnh là cho phép ngôi chùa Linh Ẩn xây dựng pho đại tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cao 54 m. Thì pho đại tượng đến nay cũng sắp hoàn thành khoảng độ 90% rồi, sắp hoàn thành, có thể là đến cuối năm nay sẽ khánh thành ngôi đại tượng Đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngoài kiến trúc độc đáo, Linh Ẩn Tự còn thu hút du khách bởi không gian thoáng đãng. Phía sau chánh điện là khu đất rộng khoảng 6.000 m², trồng nhiều loại cây như bằng lăng, trầm gió, sao. Công trình nổi bật là khu vườn Quan Âm Tịnh Thánh với hàng trăm bức tượng Quan Âm Bồ Tát được tôn trí trong vườn. Các bức tượng Quan Âm Bồ Tát được xếp thành hàng dài, đều có kích thước, hình dáng, màu sắc giống hệt nhau. Mỗi tượng cao khoảng 3 m, đặt trên bục đá, uy nghiêm dưới những tán cây rợp bóng mát. Hiện tại thì mình đang đứng ở cái khu vườn Quan Âm Tịnh Thánh, gọi là vườn Quan Âm Tịnh Thánh. Thì gồm có gần 500 pho tượng Quan Âm Bồ Tát giống nhau và cũng rất là đẹp, được tôn trí tại khu vườn ngay chỗ vườn là Phật Thích Ca, là cái pho tượng của ngài lần đầu tiên ngài ngự ở nơi vùng đất này. Khi chưa có ngôi chùa đã có Phật Thích Ca đây rồi, và với cái tâm nguyện với bà con Phật tử khi chùa xây dựng đại tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, thì với cái tâm thành của các Phật tử họ muốn đóng góp, họ xây dựng cúng dường những pho tượng đó, thì chùa mới tôn trí thành vườn Quan Âm Tịnh Thánh để cho thập phương bá tánh về để mà chiêm bái, để lại cầu nguyện. Và đặc biệt nhất là những người mà những phái đoàn, những bà con Phật tử mà muốn tâm được tĩnh tâm thường hay đến cái vườn này để vừa đi kinh hành, vừa lắng nghe cái tiếng niệm Bồ Tát Quán Thế Âm để cầu nguyện sự bình an đến với mọi người. Những bức tượng Quan Âm Bồ Tát còn được sơn màu vàng, bài trí ở hai bên chánh điện, cổng vào, trong sân chùa, cùng kích thước, hình dáng như trong vườn. Tổng số tượng Quan Âm của chùa là gần 500 bức. Linh Ẩn Tự là điểm đến vô cùng lý tưởng dành cho bạn.
Nếu như bạn đang muốn lánh đi cuộc sống bon chen, bộn bề hàng ngày, đặc biệt khi đại lễ Phật Đản đang đến gần. Đặc sản chuối La Ba ở Lâm Đồng đã nổi tiếng hàng chục năm nay. Thế nhưng từ trước đến nay thì chúng ta vẫn thường chỉ sử dụng chuối ở dạng ăn tươi. Và để tận dụng hết những thế mạnh của chuối La Ba Lâm Đồng thì nhiều nông dân đã đem đặc sản này đi sấy. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem chuối La Ba sấy dẻo thì nó có những đặc điểm gì khác nhé. Vâng, xin chào chị ạ. Thế chị, xin chị giới thiệu về dòng chuối La Ba sấy dẻo của mình. Đầu tiên là mình lấy chuối xanh. Chuối xanh về xong mình giấm cho nó chín. Chín xong là bắt đầu mình lột ra. Lột ra là mình cắt, mình bỏ vô lò sấy luôn trực tiếp. Nói chung là không qua một cái dây công đoạn nào hết, là gọi là chuối sạch. Đảm bảo 100%, không hóa chất, không gì hết. Sấy xong là mình vào bịch, vào hút nhân không, là làm nhãn hiệu luôn. Cái công đoạn sấy chuối này thì nó mất khoảng bao nhiêu lâu thì nó mới ra được cái thành phẩm này ạ? Mình nói chung là từ chuối xanh mình giấm hai ngày xong mình lấy ra là bắt đầu mình làm từ sáng cho tới chiều, là mình làm qua, mình lột ra bỏ vô sấy là trong vòng phải 22 tiếng là nó mới được, là nó mới thành sản phẩm nó như vậy. Thưa chị, hiện nay thì nếu chị nói thì mình không có thêm bất cứ một cái phụ gia nào vào chuối. Như vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể bảo quản được cái chuối sấy này nó được cái chất lượng tốt nhất ạ? Cái chuối sấy này nó thiên nhiên như vậy, nó không có mâu hư như mọi cái thứ, tại nó rất là hay. Mình khi mình làm xong như vậy là ví dụ khi mình vừa sử dụng mình ăn xong, ví dụ mình mở trong bịch ra rồi, tại khi mình đóng bịch á là mình hút chân không, là nó không còn không khí, là nó không có hư. Thì khi mình ăn xong và nếu mình muốn bảo quản nó, mình bỏ trong ngăn mát, trong tủ lạnh là mình ăn dần không sao hết cả, mình có thể bảo quản được vài tháng. Nó là như vậy. Hiện nay thì đặc điểm của chuối Phú Sơn mình thì có những cái đặc điểm gì nổi bật so với thị trường? Nói chung ở Phú Sơn La Ba mình á là cái đặc sản chuối là nó được cái độ ngọt thanh và nó ăn nó rất là dẻo. Nó không như mấy cái chuối kia nó hơi sượng, còn chuối của mình là nó dẻo và nó ngon, nó ngọt, nó có độ ngọt thanh. Đó, cho nên mình làm thấy nó rất là đạt hiệu quả. Khi mà người tiêu dùng mua cái chuối sấy dẻo này về thì cái cách sử dụng và cái cách bảo quản như thế nào để có thể đạt được cái chất lượng chuối tốt nhất khi mà mình mua về, mình không có bị hư? Nếu mình mua về mình ăn á, là mình khi mình sử dụng xong, còn là mình nên sử dụng, mình để trong ngăn mát, trong tủ lạnh á, là mình ăn mãi không có bị hư, tại vì nó có cái độ bảo quản của cái tủ lạnh là nó không có bị ảnh hưởng tới quả chuối của mình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, với nguồn nguyên liệu sẵn có thì những người nông dân ở Phú Sơn Lâm Hà đã sản xuất ra dòng chuối La Ba sấy dẻo chất lượng và được sự ưa chuộng của người tiêu dùng. Hy vọng rằng đây sẽ là một trong những sản phẩm được đánh giá cao và được thị trường tiêu thụ rộng rãi trong tương lai. Thành phố trẻ Bảo Lộc được cho là thành phố đáng sống với không khí trong lành mát mẻ. Nơi đây còn có những điểm du lịch nổi tiếng như thác Đàm Ri hay những công trình kiến trúc độc đáo. Khi nhu cầu nghỉ dưỡng ở đây tăng cao, người dân địa phương đã nắm bắt thời cơ và tạo nên những khu du lịch vườn độc đáo. Chuyến hành trình khám phá cao nguyên kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng đến với hồ sen tuyệt đẹp trên cao nguyên Bờ Lao nhé! Mùa sen đến, đầm sen ở 72 Lý Thái Tổ thuộc xã Đàm Ri, thành phố Bảo Lộc được dịp khoác lên lớp áo mới, rực rỡ khoe sắc tô điểm cho khung cảnh nơi này thêm phần thơ mộng, nhưng vẫn giữ được vẻ hoang sơ vốn có. Hoa sen khoe sắc ở nơi bình dị và mộc mạc, thế nhưng nó vẫn luôn giữ cho mình vẻ đẹp thanh tao, thuần khiết đến lạ kỳ. Đầm sen này gần như nở hoa quanh năm, mùa nào cũng có bông, có hoa. Nhưng có lẽ sen đẹp nhất là vào những ngày hạ. Đặt chân đến đây, người ta sẽ không khỏi ngỡ ngơ trước vẻ đẹp tinh khiết của loại hoa này, lại thêm phần hương thơm lan tỏa khắp mặt nước, vừa thoang thoảng nhẹ nhẹ, vừa mang mát dịu dàng, khiến tâm hồn chợt trở nên thư thái. Lạc bước vào đầm sen, tưởng chừng như ta đang ở một nơi nào đó rất xa với cuộc sống bộn bề ngoài kia.
Bất kỳ ai đến đây đều khó lòng rời bước trước vẻ đẹp của loài hoa gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đang ở Bảo Lộc thì có như thác Đam Ri, rồi đồi Trà, rồi Ninh Quy, Pháp Ấn, rồi nói chung là có các điểm cũng khá đẹp khác. Nhưng mà riêng biệt mà gần đây thì có hồ sen này mới khá là nổi và anh em thì thấy lần đầu tiên rất là đẹp. Có lẽ giữa cuộc sống với bộn bề lo toan thì những lúc được trải mình với thiên nhiên lại là những phút giây quý báu. Hãy rời xa chốc lát phố vườn đông đúc để tha hồn với thiên nhiên trong lành thơm nức hương sen, để cho lòng mình lắng lại, thanh thản đến lạ kỳ trước một vùng hoa giống như huyền thoại. Hoa sen tuy không phải là một trong tứ quý như tùng, mai, cúc, trúc trong quan điểm mỹ học phương Đông, nhưng nó lại ứng chứa trong mình một vẻ đẹp vừa dân dã, vừa quý phái, vừa nồng nàn, vừa ý nhị hiếm có. Em ở Di Linh, qua mạng xã hội và nhiều bạn bè thì em biết được ở đây, cảnh ở quanh đây rất là đẹp và thơ mộng. Khi nào bạn bè em ở Sài Gòn hay ở xa về, em sẽ giới thiệu cho bạn bè em lên đây chơi. Giờ đây, khi bạn đến với xứ Trà Blau, ngoài các điểm đến nổi tiếng, đầm sen trên đường vào thác Đàm Ri huyền thoại sẽ là điểm dừng chân đầy thú vị. Thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình du lịch cuối tuần hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tuần sau để cùng Hải Yến tiếp tục cập nhật những thông tin mới lạ, những hương vị ẩm thực hấp dẫn về du lịch Đà Lạt. Xin kính chào tạm biệt.